Một chiếc loa xách tay di động chất lượng, tuy nhỏ mà có vỏ, uy lực, công suất lớn, vóc dáng đẹp, đã được anh chị của bạn rất quan tâm và săn đón để mua về hát karaoke cũng như nghe nhạc. Và có thể mang theo du lịch mọi lúc mọi nơi, rất tiện lợi. Và đó là mẫu loa EV Electrovoice EV8. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Hữu Audio. Và trong video clip ngày hôm nay, Tuấn Huy sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái mẫu loa xách tay di động chất lượng EV Everest 8 đến từ thương hiệu Electrovoice. Thì với cái mẫu loa này, chúng ta có thể xách đi dễ dàng và có thể mang theo du lịch một lúc mọi nơi, rất là tiện lợi. Thì ngay bây giờ hãy cùng Tuấn Huy tìm hiểu sản phẩm có những gì. Chúc mừng các bạn, đây là cái mẫu loa Everest 8 đến từ thương hiệu Electrovoice. Thì với thiết kế ngoại quan của nó được làm bằng chất liệu là nhựa nhám nha, rất là chắc chắn ở đây. Cũng như mặt trước của nó sẽ được thiết kế một cái lớp e căng bằng kim loại rất là trắng để bảo vệ khối loa bên trong, với những đường kẽ ở đây ha, rất là tinh tế. Cũng như ở bên trong chúng ta sẽ được một cái lớp vải mỏng để bảo vệ những cái khối loa, ví dụ trường hợp mà bị bắn nước hay là bị giọt nước vào á, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng ở những cái loa bên trong. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là logo EV ha, cũng khá đơn giản, tạo một điểm nhấn của giá trị sản phẩm lên. Đi sâu chi tiết hơn về sản phẩm này thì với cấu tạo của loa, chúng ta sẽ có một cái loa bass 8 inch và một cái loa tweeter là 1 inch. Công suất của loa cực đại là 400W và chúng ta chơi khoảng tầm đó khoảng cỡ 200W thôi. Tiếp theo là cái trọng lượng của loa thì là 7,6kg, cũng khá nhẹ, chúng ta có thể là xách đi rất là dễ dàng, hoặc chúng ta có thể để giá đỡ như vậy, rất là đẹp cũng như là sự chuyên nghiệp của nó. Vậy thì đáp ứng của nó là từ 50Hz đến 20kHz cho chúng ta nghe được cái âm thanh chi tiết rất là hay, cũng như là cái độ, cũng như là nội lực của loa. Và cái góc phù đồng của loa là dọc là 100, ngang là 100, thì cho chúng ta nghe được toàn dải của cái phía trước của loa, nghe rất là chi tiết. Thì với mẫu loa này, độ nhạy của nó là 121 dB, cũng như có chế độ là kháng nước IP43, giúp chúng ta có thể là kháng nước cũng như là nước mưa dâng vào, rất là hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi với mặt sau của mẫu loa Everest 8 này ha. Đây, Tuấn Huy sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, thì như các bạn cũng đã thấy ha, thì với mặt sau của mẫu loa này cũng có những cổng kết nối cũng như điều chỉnh từng cái núm vặn của nó cũng khá đơn giản ha. Thì bây giờ Tuấn Huy sẽ mở công tắc nguồn lên ha. Thì với cái mạch điều khiển của mẫu loa này, chúng ta sẽ có hai cổng kết nối input 1 và input 2 của đường cổng mic bằng dây canon hoặc là dây 6 ly, hoặc chúng ta có thể chơi nhạc cụ guitar đều được hết. Và với cổng thứ ba, thứ tư chúng ta sẽ sử dụng là kết nối Bluetooth hoặc là kết nối bằng dây 3.5. Thì với cổng input 1 và 2 thì chúng ta có thể sử dụng thêm là cái cổng mix out để chúng ta có thể kết nối một cái loa ngoại vi cùng loại, hoặc là có thể kết nối với sub đều được hết, rất là tiện lợi. Cũng như chế độ là full squeak là chúng ta có thể sử dụng một cái nhạc cụ là bằng cái bàn đạp. Rồi cái đến nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái sắc cổng stereo in bằng dây 3.5 ha. Ở dưới thì chúng ta có thể sử dụng một cái sạc điện thoại, rất là tiện lợi nha. Với chế độ này chúng ta, khi chúng ta kết nối Bluetooth cấp nhạc này, hát karaoke á, hay là nghe nhạc á, mà lỡ có hết pin, thì với cái cổng Type-C 5V này, chúng ta có thể sạc trực tiếp từ cái loa này ra điện thoại của chúng ta, rất là tiện lợi. Và đặc biệt hơn, với cái mẫu loa này chúng ta có một cái cổng điện nguồn là 12V, tức là chúng ta có thể sử dụng với cặp mic không dây, cắm vào trực tiếp ở đây mà không cần cắm điện nguồn ở ngoài vào. Đấy, chúng ta lấy điện nguồn trực tiếp cái loa đi ra cái micro của chúng ta, rất là hay. Rồi, thì với cổng nào thì chúng ta chọn những cổng đó để lựa chọn phù hợp khi chúng ta sử dụng nhé. Ví dụ như cổng 1 đây ha, input 1, input 2 hoặc là input 3-4 đó, để chúng ta điều chỉnh được cái âm lượng tăng giảm của nó trong quá trình sử dụng. Ok, thì ngay bây giờ Tuấn Huy sẽ test một đoạn nhạc cũng như là hát một đoạn karaoke với cái mẫu loa này cho anh chị các bạn nghe thử cái chất âm của cái mẫu loa Everest 8 Electrovoice này. Nó sẽ như thế nào ha, mời mọi người cùng trải nghiệm nhé. Sao chân vô tình quá, hững hờ ca với ta, bay chắc muốn là ơi, tìm quên nơi bên lạ, để vui đùa ông bướm như tình giang diêu chân. Và
vừa rồi Tuấn Huy cũng đã test một đoạn nhạc cũng như là một đoạn karaoke cho anh chị các bạn nghe thử cái chất âm của mẫu loa Evers 8 Electro Voice này. Các bạn anh chị nghe thử cái chất âm nó như thế nào ha. Thì với cái mẫu loa này, mọi người có thể sách đi. Bằng cái sách này rất là tiện lợi, cũng như chúng ta có thể để một chân đứng như vậy, rất là hay ha, cũng như chuyên nghiệp của nó. Và chúng ta có thể mang đi du lịch bất cứ nơi đâu ha. Chúng ta có thể hát karaoke hay nghe nhạc. Thì nếu như các bạn có quan tâm tới mẫu loa này, vui lòng liên hệ qua số hotline là 038 345 47, hoặc anh chị có thể tới số 8A Linh Trung Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm sản phẩm, cũng như được tư vấn thêm. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Trường Hữu Audio để được xem những sản phẩm video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.